Hôm nay hãy cùng mình đi tham quan vườn hoa đào tại thành phố Sydney nha. Đây chính là vườn hoa đào Nhật Bản tại Auburn Botanic Garden. Và mình đang có mặt tại lễ hội hoa anh đào, mỗi năm chỉ tổ chức đúng một lần vào một tuần ở tại đây. Vào mùa lễ hội thì người ta đã chặn hết chỗ để xe rồi, cho nên là mình phải để xe ở trên đường. Sau đó thì bắt đầu đi bộ đến chỗ tham quan hoa anh đào. Giá vé cho người lớn là khoảng 15 đồng và giá vé cho con nít là khoảng 7 đồng nha các bạn. Mình sẽ đi bộ theo hướng dẫn và vào trong khu tham quan, nhưng mà vì hôm đó mình đi rất là trễ cho nên là mình cũng không có nhiều thời gian tham quan lắm. Ở đây người ta chia làm hai cung đường, đây là cung đường đi thẳng ngay vào trong khu vườn đào chính nè các bạn. Ở cung đường này thì có một đoạn hoa nở rất là đẹp. Đây cũng là khu vực mà rất là đông đúc ở tại vườn đào này. Mình thấy là cái cung đường này thì nó cũng không có nhiều gốc hoa cho lắm, nhưng mà người thì rất là đông luôn. Cho nên là mỗi người đều chọn cho mình một cái gốc cây xong rồi đứng đó chụp ảnh. Thì mình thấy có những bạn là đứng ở một cái gốc cây đó chắc cũng phải nửa tiếng đồng hồ hơn á. Riêng mình thì mình không có thích chụp ảnh ở một chỗ quá đông người, cho nên là mình chỉ đi tham quan ngang một cái khu này thôi chứ không có đứng lại chụp ảnh. Đây là toàn cảnh của cái cung đường mà nhiều hoa anh đào nhất ở đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tham quan cung đường dài với nhiều hoa anh đào hơn ở phía bên này nha. Đi qua cái bụi tre này thì chính là cái cung đường hoa anh đào mà nó dài hơn và có nhiều cây hoa hơn. Những cây hoa bên cung đường này thì được trồng ở một bên thôi và trồng cách nhau cũng khá xa, cho nên là nhìn nó không được xum xuê như chỗ lúc nãy. Ở đây thì cũng có rất là nhiều người đang đứng chụp hình nè các bạn. Có một điều đáng tiếc đó là khu vườn đào đẹp nhất ở đây thì đã bị bao lại và mọi người không có đến gần để chụp ảnh được. Ở đây còn có dịch vụ xe buýt trung chuyển miễn phí để đến trạm xe lửa nữa.